Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở được kiểm tra đều chấp hành nghiêm chỉnh việc bán hàng, không có hiện tượng đầu cơ tích trữ. Các loại kit test nhanh đều có nguồn gốc rõ ràng, giá bán ổn định, không có hiện tượng tăng giá bất thường. Đặc biệt trong quá trình công tác, đoàn liên ngành đã phát hiện một trường hợp tự ý giao bán kit test trên mạng xã hội. Người này không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Đoàn kiểm tra đã bàn giao toàn bộ số hàng hóa thu giữ được, chuyển hồ sơ cho công an tỉnh tiếp tục xử lý theo quy định. Trong những ngày gần đây có hiện tượng người dân lạm dụng các loại thuốc để điều trị triệu chứng hoặc lãng phí trong việc sử dụng kit test xét nghiệm, dẫn đến hiện tượng khan hiếm, gom hàng, đẩy giá kit test lên cao. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nên lựa chọn mua sản phẩm kit test nhanh COVID-19 từ những điểm kinh doanh nhà thuốc có uy tín, kịp thời phát hiện, thông tin tới cơ quan chức năng các trường hợp cá nhân, tổ chức kinh doanh buôn bán hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ hợp lệ để cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vi phạm.